Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 cho 614 ứng viên, trong đó có 45 giáo sư và 569 phó giáo sư. Một ứng viên phó giáo sư đã xin rút hồ sơ theo nguyện vọng cá nhân và được hội đồng chấp nhận. Như vậy, so với năm ngoái, số ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2024 đã giảm. Năm ngoái có 630 ứng viên được công nhận giáo sư và phó giáo sư. Theo danh sách năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có nhiều ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư nhất với 40 người. Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hai với 34 ứng viên được công nhận. Trường Đại học Cần Thơ xếp thứ ba với 26 người. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị xếp thứ tư với 23 ứng viên được công nhận đạt chuẩn. Tân giáo sư trẻ nhất năm nay là ông Hoàng Lê Trường, sinh năm 1984. Ông Trường hiện công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.